Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hải Store anh chị nhé. Hotline tư vấn Zalo 0868 394488. Thì những anh chị em nào mà đang có nhu cầu mua hàng về những cái dòng sản phẩm như là camera siêu nhỏ này, camera giấu kín, camera ngụy trang thì anh chị hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại là 0868 394488 ở đây anh chị nhé. Ngoài ra bên em có nhận độ chế camera, định vị ghi âm và tất cả những cái đồ vật mà anh chị yêu cầu, anh chị muốn làm vào mũ bảo hiểm cũng được này, mũ lưỡi chai cũng được này, quạt treo tường, quạt cây, quạt để bàn này, đồng hồ vạn niên này, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn này, những cái mẫu như ổ cắm điện âm tường Niwa này, đèn trần, ốp trần, chai pin, tẩy rửa, lọ dầu gội đầu, nói chung là cái gì bên em cũng làm được hết. Thì anh chị muốn độ, muốn chế, muốn làm vào mẫu nào thì anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo số 4488 này, là bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho tất cả anh chị nhá. Trong video clip này là em muốn giới thiệu tất cả anh chị về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ V99X Pro hồng ngoại đen quay đêm anh chị nhá. Về cái dòng sản phẩm hồng ngoại đen quay đêm này là sẽ giúp cho anh chị hoàn toàn có thể là quay được trong điều kiện là trời tối om, tối đen xì vẫn hoàn toàn có thể là quay được anh chị nhá. Và đây chính là cái mắt camera này, xung quanh của nó là tích hợp 6 cái đèn led hồng ngoại quay đêm, siêu đẹp, siêu nét luôn anh chị nhá. 6 đèn led hồng ngoại quay đêm. Đây là trọn bộ sản phẩm nhá, em đã lắp ráp đầy đủ hết cho anh chị ở đây này. Đây em sẽ là để cái anten ra đây anh chị nhá. Đây là trọn bộ sản phẩm này. Thứ nhất đây là cái anten. Nhiều anh chị cũng hỏi em đây là cái gì? Đây là cái anten anh chị nhá. Cái anten này để thu phát sóng các thứ cho nó ổn định này. Cái thứ hai là đây chính là quả pin. Quả pin này là tích điện ở trong đây được 10 tiếng. Đấy. Và khi anh chị ở đây nó có khớp nối này. Đây là khớp nối này anh chị nhá. Khi anh chị đấu hai khớp nối này vào thì là pin nó sẽ truyền từ quả pin này lên cái thân camera. Đây chính là cái thân camera. Thân camera này là sẽ có hộp tản nhiệt anh chị nhá. Đây anh chị có thể là nhìn gần giúp em này. Thân camera sẽ có hộp tản nhiệt, thứ nhất là độ phân giải 4K này, 2K 1080 này, tặng kèm thẻ nhớ 128GB này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có thứ nhất là khe cắm thẻ nhớ này, chân cắm sạc, công tắc bật tắt nguồn và nút reset đầy đủ hết cho anh chị ở đây nha anh chị nhá. Đấy, và đây chính là cái mắt camera siêu nhỏ giấu kín này. Đấy, xung quanh đây là tích hợp 6 đèn led hồng ngoại quay đêm, sử dụng nó rất là tiện, rất là ok về cái mẫu này anh chị nhá. Đấy, và chọn bộ sản phẩm đây thì trong quá trình dùng thì anh chị gói hết vào như này vào cho em, và anh chị chỉ cần hở duy nhất cái con mắt bé xíu ra thôi anh chị nhá. Đây anh chị xem giúp em này, anh chị hở duy nhất cái con mắt bé tí tì ra thôi là mình đã hoàn toàn có thể là quan sát và giám sát được luôn rồi anh chị nhá. Đấy, mắt nhỏ đây này, xung quanh là tích hợp 6 đèn led hồng ngoại này. Đấy, tặng kèm cho anh chị khi mua sản phẩm là thẻ nhớ 128GB này, giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt này, dây cáp sạc các thứ đầy đủ hết, không thiếu cái gì anh chị nhá. Bây giờ là em sẽ đi vào phần hướng dẫn sử dụng cài đặt để anh chị sẽ có cái nhìn khách quan nhất, ok nhất về cái mẫu này anh chị nhá. Đấy, thì đầu tiên là muốn sử dụng được thì anh chị sẽ tải giúp em một cái ứng dụng, ở đây có tên là ứng dụng Loop Cam như thế này, NOOK Cam. Thì trên tờ giấy đây này, trên tờ giấy đây em cũng có hướng dẫn nhá, phần mềm Loop Cam này, thì anh chị cứ xem video kết hợp là đọc cái tờ giấy hướng dẫn kèm theo là ok hết. Bước 1 là anh chị tải phần mềm ứng dụng Loop Cam. Bước thứ 2 là anh chị vào phần cài đặt tìm wifi của điện thoại này. Thì bây giờ chiếc cam này nó sẽ phát ra một cái mã wifi rất là dài và không có mật khẩu như này, thì anh chị kết nối vào đây là xong. Đấy, bước thứ 3 là anh chị quay trở lại cái bước đầu tiên, là cái bước thứ 1 là bước tải ứng dụng ấy. Bước thứ 3 là quay trở lại phần mềm Loop Cam. Khi vào ứng dụng Loop Cam ở đây thì nó sẽ tạo cho anh chị một cái ô và có chữ là device online màu xanh như này anh chị nhá. Thì anh chị làm mà muốn xem thì mình chấm thẳng vào đây, mình chọn ken để mình xem luôn này. Đấy, mình chọn ken mình xem luôn anh chị nhá. Cái này thì chất lượng của nó là siêu đẹp, siêu nét. Đây em cầm cả cái cam lên này. Đấy, cầm cả cái cam lên đây để anh chị cùng xem nhá, cho nó dễ, cho nó tiện theo dõi này. Đấy, anh chị nhìn thấy không ạ? Đây là độ phân giải sản phẩm của nó, đây là đang là độ phân giải 2K nhá. Đang ở độ phân giải 2K Hoàng Hải Store này, 0868394488, nhận độ chế này. Đấy, phông chữ này, hay là anh chị quay quang cảnh ở đây thì nó cũng rất là nét, rất là đẹp anh chị nhá. Đấy, mình quay quang cảnh ở đây thì không có gì để chê cả, rất là đẹp, rất là nét ở đây. Đấy, anh chị có thể là zoom này, trong quá trình xem thì mình có thể là zoom to, zoom bé này. Đặc biệt ở đây nhá anh chị nhá, đặc biệt ở đây là nó sẽ có ngày giờ tháng 5 phút giây này. Ngày giờ tháng 5 phút giây đầy đủ hết, không thiếu cái gì anh chị nhá. Đấy, mình zoom to zoom bé này. Anh chị làm mà muốn chụp ảnh này, anh chị làm mà muốn chụp ảnh thì mình ấn vào đây để chụp ảnh này. Cứ ấn vào đây để chụp ảnh anh chị nhá. Đấy, ấn vào đây để chụp ảnh này. Anh chị làm muốn quay video thì ấn vào đây để quay video. Đấy là xong. Đấy, còn ở đây là độ phân giải sản phẩm nó cao nhất là 4K, em tăng lên 4K nhá. Đấy, 4K hay là 2K đều được hết, mình có thể là chỉnh được hết này. Anh chị nhìn nó rất là đẹp luôn anh chị nhá. 2K hay 4K là đều ok này. Đấy, anh chị ở đây anh chị có thể là chỉnh xuống 2K này. Đấy, cho nó rõ ràng, cho nó sắc nét cũng được, tùy theo anh chị cái nhu cầu này thì là anh chị thấy cái là phù hợp với mình thì mình có thể là chỉnh tùy theo ý anh chị nhá. Đấy, anh chị muốn chụp ảnh thì cứ ấn vào đây chụp ảnh này, quay phim thì ấn vào đây để quay phim này. Đấy, cái này thì anh chị là nó có sẽ có cả hình cả tiếng nha anh chị nhá, mở lên là cả hình cả tiếng đầy đủ hết cho anh chị này.
đấy, độ phân giải ở đây nhá. Còn những anh chị nào mà muốn quay đêm ấy, thì ấn vào bóng đèn này có ba cái tia này sẽ quay đêm. Quay đêm ở đây thì chỉ là màu đen trắng thôi đấy, quay đêm là màu đen trắng anh chị nhá, quay đêm là không có màu, chỉ có đen trắng thôi đấy, nhưng mà sử dụng nó rất là ok, không hề phát sáng nhá. Quay đêm này là không hề phát sáng nha anh chị nhá, đấy không hề phát sáng nên rất là ẩn, rất là kín trong quá trình sử dụng và cài đặt. Đây em sẽ bách ra ở đây nhá, quay lại đây này. Đấy thì những anh chị vừa xong hỏi em là bây giờ quay phim chụp ảnh rồi thì bây giờ anh muốn xem lại thì ấn vào chữ photo đây để xem lại này. Đấy, ấn vào photo để xem lại, lúc xem lại nhá. Xem lại thì anh chị zoom to zoom bé thoải mái này. Đấy, xem lại thì mình zoom to zoom bé thoải mái ở đây. Đấy, ngày giờ phút giây tháng năm đầy đủ đây, không thiếu cái gì cả anh chị nhá. Sử dụng cái này thì nó rất là ok. Đấy, còn những anh chị nào mà muốn là bây giờ anh cài đặt xem từ xa rồi chuyển động rồi các kiểu ấy thì mình sẽ vào hình bánh răng ở đây. Hình bánh răng ở đây, anh chị chọn cho em cái dòng là device setting này. Ở đây nó có rất là nhiều mục như là alarm config là cảnh báo chuyển động này, password là mật khẩu, thẻ nhớ thời gian và xem từ xa này. Đấy, đầy đủ tất cả các bước nha. Bây giờ anh chị muốn lưu vào thẻ nhớ đúng không? Thì chọn vào SCD setting này, anh chị bật xanh hết lên cho em này, là lưu vào thẻ nhớ đây. Đấy, còn những anh chị nào mà muốn xem từ xa thì chọn vào wifi setting ở đây để xem từ xa và nhập cái mật khẩu wifi nhà anh chị vào. Xong anh chị ấn ok là xong anh chị nhá. Đấy, ấn ok là xong cho anh chị thoát hẳn ra màn hình như thế này. Anh chị đợi cho em tầm 2 đến 3 phút nữa rồi anh chị mới vào lại cái điện thoại này. Cái điện thoại này bây giờ là mình bật 3G, là mình đi bất kỳ mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc là mình hoàn toàn có thể là quan sát và giám sát được cái hình ảnh trực tiếp truyền từ cái camera V99X Pro này truyền về. Sử dụng nó rất là ok, rất là hiệu quả anh chị nhá. Quay đêm không phát sáng. Đấy, quay đêm kín, hồng ngoại kín luôn, không hề phát sáng luôn, nên anh chị sử dụng rất là yên tâm về cái mẫu sản phẩm này. Thì những anh chị em nào mà cần tư vấn hay là cần trao đổi gì thì anh chị cứ để lại bình luận ở dưới cái video này anh chị nhé, là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả anh chị 24/24 để lựa chọn làm sao để những cái sản phẩm ưng ý nhất và phù hợp nhất. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo.